nội dung cuối của phần 1 này, tôi sẽ lưu ý với các bạn về những sai lầm phổ biến nhất khi làm content marketing. Đây là những sai lầm mà đôi khi những người chuyên nghiệp làm trong ngành cũng vẫn mắc phải. Những sai lầm này sẽ giúp cho bạn rút ra được những kinh nghiệm và làm content marketing một cách hiệu quả hơn. Sai lầm đầu tiên đó là làm content nhưng không làm marketing. Các bạn cần nghĩ rằng mỗi content được tạo ra cũng giống như sản phẩm đang tồn kho. Sản phẩm đó cần được mang ra và đem rao bán. Người làm content có kinh nghiệm biết rằng việc quảng bá content sẽ tốn công sức hơn cả việc làm ra content đó. Với sản phẩm content, các bạn có thể làm truyền thông cho chúng thông qua các kênh nào đó mà đối tượng độc giả của chúng hiện diện. Ví dụ như một số kênh như là blog, social, email, SMS, trao đổi liên kết, quảng cáo, hoặc có thể bạn cũng có thể đăng rau vặt, phát tờ rơi, vân vân. Sai lầm thứ hai đó là content nói quá nhiều về mình. Khách hàng thường muốn được cung cấp thông tin có lợi cho họ, muốn được giải trí, muốn được thể hiện bản thân là chính. Họ không quan tâm quá nhiều đến những chi tiết kỹ thuật của sản phẩm. Họ không muốn bị dẫn dắt bởi bạn đang có những content thuyết phục họ trong việc mua hàng. Hãy tạo những content hướng về sở thích, tâm lý và cảm xúc của khách hàng thay vì cứ nói suốt những thông tin về chính mình. Sai lầm thứ ba đó là không phản hồi cho khách hàng. Các bạn tạo ra một content hữu ích, khách hàng cũng như các độc giả thấy thích thú và comment trên các kênh mạng xã hội hoặc trên website của bạn rằng họ yêu thích content của bạn. Lúc này các bạn cần trả lời, cần phản hồi từng comment một. Bằng cách phản hồi từng comment của người đọc, các bạn đã quảng bá công ty và sản phẩm của bạn một cách cá nhân nhất đến khách hàng. Đừng bỏ qua việc phản hồi này khi các bạn đã tốn công sức để tạo ra những content rất có giá trị. Sai lầm thứ tư, sai lầm cuối cùng, đó là không sử dụng lại các tài nguyên content. Nếu như một mẫu content mất 5 giờ để bạn tạo ra nó, thì nó không thể là một content chỉ dùng một lần rồi thôi. Những người làm content giỏi biết rằng một mẫu content này thường có rất là nhiều cách dùng. Một bài viết có thể trở thành một infographic, một video có thể trở thành một blogspot, một slideshow có thể trở thành một bài phân tích chuyên sâu, hoặc là một bài phân tích chuyên sâu thì bạn có thể biến nó trở thành một series bài viết trên blog. Với việc tái sử dụng này, bạn thấy được rằng việc đầu tư thời gian và công sức để tạo ra các content có giá trị là không hề phí phạm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phần học này. Mời các bạn xem tiếp phần học tiếp theo.